Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong thời lượng của tin mới. Cảm ơn quý vị đã dành ra ít phút mỗi ngày đồng hành cùng chúng tôi để có thể cập nhật những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý đã diễn ra trong ngày cùng với kênh tin mới. Đến với bản tin ngày hôm nay sẽ có các nội dung chính đáng chú ý ngay sau đây. Trận lụt số 1 ở Bắc Giang năm 2022, một trận lũ lớn ở lưu vực sông Châu Giang, Trung Quốc. Theo thông tấn xã Trung Quốc đưa tin, Quảng Châu, Trung Quốc ngày 14 tháng 6 cho biết lưu vực sông Châu Giang bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn trong nhiều ngày liên tiếp và dòng chảy của ga Beijing Shiyao ở tỉnh Quảng Đông đã tăng lên 12.000 m³/giây vào lúc 11 giờ 30 phút vào ngày 14, theo Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc cho biết. Quy định về đánh số lũ của các con sông chính ở Trung Quốc được đánh số là trận lụt số 1 của sông Bắc Giang năm 2022. Mực nước của trạm Huju, Quảng Tây, dòng chính của sông Tây Giang ở lưu vực sông Châu Giang cũng lên mức 21,61m vào lúc 12 giờ ngày 14, vượt mức nước cảnh báo 3,11m và lưu lượng tương ứng là 37.300 m³/giây. Theo Ủy ban Kiểm soát nguồn nước Châu Giang thuộc Bộ Tài nguyên nước của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, tình hình lũ lụt của Tây Giang và Bắc Giang sau khi phân tích và nhận định toàn diện thì đây là trận lũ đầu nguồn ở lưu vực sông Châu Giang rất lớn. Hiện tại, biện pháp ứng phó khẩn cấp về lũ lụt và hạn hán cấp 3 của lưu vực sông Châu Giang đã có hiệu lực. Hai nhóm công tác từ Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc đang hướng dẫn công tác phòng chống lũ lụt ở Quảng Đông và Quảng Tây trên tuyến đầu kiểm soát lũ lụt. Người có liên quan phụ trách của Ủy ban sông Châu Giang cho biết, trước tình hình kiểm soát lũ lụt hiện nay trên lưu vực, Ủy ban sẽ tiếp tục chú ý đến những thay đổi trong 4 điều kiện mưa, nước, nguy hiểm và thiên tai trong lưu vực. Mã hóa theo dõi, dự báo và cảnh báo sớm, đồng thời tiến hành tham vấn và nhận định luân phiên và tiến hành từ tình huống bất lợi nhất, sử dụng đầy đủ nền tảng kiểm soát lũ 4 dự báo trước để mô phỏng và diễn tập, đồng thời nghiên cứu và xây dựng các phương án phòng chống lũ lụt. Đồng thời, Ủy ban sông Châu Giang sẽ tăng cường điều hành thống nhất kiểm soát lũ trên lưu vực sông, tiến hành từ tình hình chung của lưu vực sông, thực hiện một cách khoa học và điều động chung của các nhóm hồ chứa, tăng cường giám sát và điều hành và vận hành hồ chứa và đảm bảo thực hiện nghiêm các chỉ thị công văn. Theo báo cáo, lưu vực sông Châu Giang bao gồm 8 tỉnh khu tự trị, bao gồm Vân Nam, Quý Châu, Quảng Tây, Quảng Đông, Hồ Nam, Giang Tây, Phúc Kiến và Hải Nam, cũng như các khu hành chính đặc biệt Hồng Kông và Macau, với tổng diện tích là 654.300 km² và tổng tài nguyên nước trung bình hàng năm là 5.201 triệu m³, chiếm 18,3% của Trung Quốc, đứng thứ 2 trong cả nước. Trận lụt số 1 năm 2022 ở Tây Giang, theo ông Wang Hao ở Bắc Kinh, ông đã tìm hiểu từ Bộ Tài nguyên nước cho biết trận lũ lụt này nguyên nhân là do bị ảnh hưởng bởi lượng mưa dòng chảy của hồ chứa Long Tan ở thượng lưu sông Shiyang trong lưu vực sông Châu Giang đã tăng lên 10.900 m³/giây lúc 11 giờ ngày 30 tháng 5. Theo Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc, đây là trận lụt số 1 ở Tây Giang năm 2022. Bộ Thủy lợi duy trì phương án ứng phó khẩn cấp với lũ cấp 4, theo dõi chặt chẽ tình hình mưa lũ và hướng dẫn các khu vực liên quan tăng cường, lập kế hoạch kỹ thuật cấp nước và quản lý vận hành để đảm bảo an toàn phòng chống lũ. Hiện nước ta đã dần bước vào mùa lũ chính từ Nam ra Bắc, một số vùng có mưa nhiều đợt, một số hồ chứa, nhất là những hồ có nguy cơ triển khai còn yếu, hạn chế sử dụng các biện pháp hiệu quả chưa đầy đủ. Những người có trách nhiệm kiểm soát lũ lụt và xử lý kịp thời những nguy cơ tiềm ẩn trong mùa lũ, sự an toàn của hồ chứa đang phải đối mặt với một thử thách lớn. Bộ Thủy lợi đề nghị tăng cường hơn nữa công tác đảm bảo an toàn các hồ chứa nhỏ, đặc biệt là các hồ nguy hiểm. Thực hiện nghiêm túc hệ thống trách nhiệm an toàn hồ chứa để đảm bảo 3 người chịu trách nhiệm chính điều hành, kỹ thuật và kiểm tra các hồ chứa nhỏ đều. Thực hiện nghiêm túc công tác xả lũ chính vụ với nguyên tắc tất cả các hồ chứa nguy hiểm bắt buộc phải vận hành cạn. Trận lụt Chuan Giang số 1 năm 2022 hình thành ở thượng lưu. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa liên tục, mực nước của trạm Ganju ở thượng nguồn sông Chuan Giang đã lên đến mực nước cảnh báo 99m vào lúc 4 giờ 30 phút ngày 14 tháng 6, đạt tiêu chuẩn cấp số lũ. Theo quy định về đánh số lũ của các con sông chính ở Giang Tây, trận lũ số 1 của sông Gan Giang vào năm 2022 sẽ được hình thành ở thượng lưu. Theo báo cáo, từ 8 giờ ngày 10 tháng 6 đến 4 giờ ngày 14, mưa vừa đến mưa to và mưa lớn cục bộ nhìn chung đã rơi ở thượng lưu sông Gan Giang. Lượng mưa trung bình trên lưu vực là 121mm. 7 giờ ngày 14, Trung tâm Quan trắc Thủy văn và Tài nguyên nước ở thượng nguồn sông Gan Giang, tỉnh Giang Tây tiếp tục đưa ra cảnh báo lũ đỏ.
Đài quan sát khí tượng tỉnh Giang Tây thông báo từ 7 giờ ngày 13 đến 7 giờ ngày 14, lượng mưa ở tỉnh Giang Tây chủ yếu tập trung ở thành phố Gansu. Hầu hết các khu vực đều có mưa to đến rất to. Cục khí tượng dự báo từ 20 giờ ngày 13 đến 20 giờ ngày 14, lũ sông vừa và nhỏ, lốc xoáy trên núi cấp 3 có thể xảy ra ở khu vực Đông Nam và Trung và Nam thành phố Gansu. Trong tuần tới, mưa ở một số nơi ở Giang Tây sẽ tiếp tục diễn ra. Riêng từ ngày 18 đến ngày 20 tại Giang Tây sẽ có thêm một đợt mưa nữa, có nơi mưa to đến rất to. Lũ lụt ở Cam Túc. Theo China News, ngày 15 tháng 6 đưa tin, trong những ngày vừa qua, thành phố Gansu của Nam Giang Tây đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi lượng mưa lớn liên tục. Địa phương đã nâng cấp ứng phó khẩn cấp để kiểm soát lũ lụt từ cấp 4 lên cấp 3. Để đối phó với lũ lụt nghiêm trọng ở thành phố Gansu, Ủy ban giảm nhẹ thiên tai tỉnh Giang Tây và Ban quản lý khẩn cấp tỉnh Giang Tây đã khẩn trương triển khai ứng phó khẩn cấp cứu trợ thảm họa cấp 3 của tỉnh vào lúc 14 giờ ngày 14. Vào tối ngày 13, tại khu đô thị Long Nam, thành phố Gan Châu, nước đã bắt đầu dâng cao. Nhiều khu vực trong khu đô thị này đã bị nước lũ ngâm qua một đêm. Một đội cứu hộ toàn diện bao gồm cảnh sát vũ trang, chữa cháy, an ninh công cộng và các bộ phận khác đã khẩn trương đến hiện trường để cứu hộ. Các lực lượng cứu hộ dân sự địa phương như đội cứu hộ Long Nan, Lan Tian, Long Xiang và San Nan đã tích cực áp dụng các đội cứu hộ ở các quận xung quanh thành phố, huyện trong khi thực hiện các hoạt động cứu hộ. Do đó, các đội cứu hộ mặc nhiều bộ quần áo cứu hộ khác nhau đã xuất hiện ở tất cả các ngóc ngách của khu vực bị thiên tai ở Long Nam. Chúng tôi có thể không thể đến tuyến đầu để giải cứu, nhưng chúng tôi có thể cố gắng hết sức để ngăn những người từ nơi khác đến hỗ trợ Long Nam bị chết đói. Kai Merong nói cho nhóm WeChat rằng một số lực lượng cứu hộ đang chiến đấu trong mưa lũ. Trong bữa ăn tối, cô nói với gia đình những gì cô nghĩ, giao phần ăn cho đội cứu hộ. Số lượng cảnh báo lũ lụt do Quảng Tây đưa ra đứng hàng đầu cả nước. Hôm vừa qua, phóng viên tìm hiểu từ Trung tâm Thủy văn Khu tự trị được biết, trong năm qua, trước 11 đợt mưa lũ lớn, 48 con sông và 78 trạm có lũ vượt mức cảnh báo, và với lòng dũng cảm hành động, 18 đội ứng cứu khẩn cấp đã lên tuyến đầu theo dõi lũ, triển khai 195 trạm quan trắc khẩn cấp cho các trạm thủy văn báo động quá mức, đưa ra 193 ứng phó khẩn cấp về thủy văn trong cả năm, đưa ra 190 cảnh báo lũ và ban hành lũ cảnh báo liên tục, được xếp vào hàng đầu cả nước. Tăng cường công tác chuẩn bị trước mùa mưa lũ, tích cực thực hiện các cuộc diễn tập khẩn cấp và tập huấn kỹ thuật, tỷ lệ hoàn thành công tác chuẩn bị phòng chống lụt bão đạt 100%, tăng cường quan trắc thủy văn, tiếp tục đẩy mạnh cải cách quản lý tổng hợp quan trắc và báo cáo thủy văn, hoàn thành quan trắc bình thường 413 trạm dòng chảy với 4.935 lưu lượng đo được, tỷ lệ quan trắc bình thường là 100%. Ứng phó hiệu quả với 74 trạm trên báo động lũ, với 105 lưu lượng đo được và tỷ lệ giám sát khẩn cấp đạt 96%, đã hoàn thành tổng hợp phương án dự báo và dự báo lũ quá mức tại các trạm thủy văn tỉnh Quảng Tây, đồng thời làm rõ yêu cầu dự báo lũ quá mức tại 131 trạm thủy văn cơ sở quốc gia. Tăng cường dịch vụ thông tin thủy văn, chi cục thủy văn các cấp tăng cường toàn diện các biện pháp dự báo, cảnh báo sớm, diễn tập và dự trù, thực hiện phương thức khẩn cấp, cứu, kiểm, chỉ, dẫn, quan trắc và chế độ thủy chế độ phục vụ. Dự báo cảnh báo, dự báo sớm và xả lũ, 55 trạm đã được dự báo, tỷ lệ đậu 92,6%, tổng hợp hơn 1.900 vấn đề thông tin dịch vụ, hơn 1,89 triệu bản tin ngắn về tình trạng nước. Đã gửi và phát 51 tin nhắn cảnh báo lũ tới công chúng, tiếp cận tới 178 triệu người, phục vụ tích cực cho công tác dự báo sông, hồ chứa, tích cực điều độ, kịp thời thực hiện cảnh báo sớm và dự báo sông, hồ chứa và cung cấp thông tin hỗ trợ cho các hồ chứa để chặn lũ và đỉnh lũ. Thời gian dự báo cảnh báo sớm đối với sông vừa và sông nhỏ trung bình trước 5 giờ, thời gian dự báo cảnh báo sớm đối với sông lớn trước trung bình 11 giờ. Hỗ trợ thủy văn hiệu quả cho công tác phòng chống lũ và các cơ quan cứu trợ hạn hán. Tăng cường thông tin thủy văn phục vụ phát triển kinh tế và xã hội, gửi hơn 1,886 triệu tin nhắn ngắn về điều kiện nước và gửi 51 thông tin cảnh báo sớm và thông tin nhắc nhở khẩn cấp qua hệ thống phát hành thông tin cảnh báo sớm khẩn cấp Quảng Tây, mang lại lợi ích cho 178 triệu lượt người, 0,67% so với năm trước. 100 triệu lượt người tăng 166%, hỗ trợ mạnh mẽ cho việc chuyển khẩn cấp 23.200 người đến nơi tránh nguy hiểm và đạt mức không thương vong do bão lũ.
thúc đẩy tích hợp dự báo và điều động lũ trên các sông, hồ chứa đã tiết kiệm được 4,157 tỷ mét khối dự trữ lũ và giảm ngập lụt cho các hồ chứa trong khu vực. 183 thành phố, thị xã bị ngập, giảm diện tích 1.438.200 mô đất canh tác đã đóng vai trò tích cực. Và thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình hôm nay của bản tin mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của tin mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp giúp quý vị. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.